em đi về thôi chứ em phải là thiên thần Victoria Secret. Xin chào các bạn, mình tên là Lê Nhân đến từ nhóm Jam TV. Thì hôm nay Nhân xin tặng các bạn độc giả của Jam News một bài thơ ngắn do Nhân sáng tác. Mà trước khi Nhân đọc bài thơ thì các bạn muốn biết là tại sao là Nhân cầm theo một cái cành đào bự vậy không? Tại thích. Sau đây bài thơ của Nhân nha. Năm mới năm Muse, kính chúc Jam News được nhiều người yêu, càng ngày càng cute, yêu kiều đón Tết. Xong rồi, bye bye các bạn nha, năm mới vui vẻ.